Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập về đánh chữ cái. Và chữ cái tiếp theo chúng ta luyện tập đó chính là chữ U. Và ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài luyện tập nhé. Nào tiên, đó, ắt của chữ U sẽ bắt đầu từ dòng kẻ thứ hai từ dưới lên. Sau đó kéo lên đến ô thứ hai, sẽ vòng xuống, vòng lên và vòng xuống. Chúng ta sẽ cùng luyện tập thêm hai lần chữ U nhé. Và ok, mình đã vừa luyện tập lại về cách viết chữ U. Bây giờ chúng ta sẽ vào học thêm một từ trong đó có chứa chữ U. Hay để xin cũng đẹp luôn. Và ok, giờ chúng ta sẽ luyện tập học thêm một từ, đó chính là từ cú. Đây chúng ta có cụm từ cú mèo. Và chữ U được xuất hiện ở trong từ cú, nó đứng đằng sau chữ cò. Và từ cú gồm có hai chữ cái, đó chính là chữ cò và chữ U. Có một dòng sắc ở bên trên chữ U. Để viết được từ cú thì chúng ta sẽ bắt đầu viết từ chữ cò. Và cuối cùng là viết dòng sắc. Ok, giờ hôm nay mình đã vừa luyện tập lại cho các bạn về cách viết chữ U và thêm một từ mới. Đó chính là từ cú. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.